thành phố Biên Hòa về đêm. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Đường Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc thành phố Biên Hòa đẹp quá. Đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa đẹp, lớn đẹp, nối từ cầu Hóa An ra quốc lộ 1K luôn mà. Chắc chắn cũng chung quốc lộ rồi. Nên không có gì là tại cha. Bánh đẹp. Cái đường này tết cũng đẹp lắm, văng đèn xanh đẹp, nhưng mà giờ không hết tết, không phải tết cho nên ít đèn, vì nó có đèn một màu ấy mà màu cậu kia là nó văng này. Nhưng mà mình thấy nó cái ánh xanh xanh này. Đường Nguyễn Ái Quốc, đường này dài ghê, từ cầu Hóa An là đến quốc lộ 1K là 1A luôn rồi. Cầu vượt á, cầu đi bộ á. Bằng đêm đụng tết nha. Cái chạy thẳng luôn. Chúng mình lên cầu Hóa An rồi. Đi lên Mỹ Phước Tân Bằng đúng không? Đi lên là mình đi lên cầu đúng không? Đúng rồi, còn nếu mình đi tầng 3 thì đi đường dưới. Được quay cầu Hóa An rồi. Cầu Hóa An rồi. Xuống dưới là phải về Tân Uyên, Bình Dương luôn. Cầu Hóa An đang làm lại có vẻ nó nguyên dài hơn trước á, bởi vì nó có cái mố cầu nó dẫn qua kia đúng không? Hồi xưa nó trước nó xuyên qua cái ngã tư dưới luôn. Nó qua cái ngã tư luôn, còn trước nó từ cái ngã tư nó bắt lên nè, trước là cái dưới này nè. Cái dưới nó bắt lên là đó, giống cái đoạn dưới này thôi, cũ mới, còn này nó thành giống cái cầu vượt cái hợp luôn đó nè. Cái đường xuống đó dưới đây. Dưới là bây giờ mình lại đi vượt qua ngã tư nữa. Thank you.
đây vẫn còn thuộc Biên Hòa, vẫn còn đường Nguyễn Ái Quốc này. Còn đây là vẫn là Biên Hòa. Nhưng mà nãy là vẫn là còn là đường Nguyễn Ái Quốc á. Vẫn là con đường Nguyễn Ái Quốc. Đường Nguyễn Ái Quốc nó nối qua luôn là cả cầu Hoa An. Đây là vẫn còn thuộc Biên Hòa. Hướng từ cầu Hoa An đi về Tân Vạn. Giờ là đi hướng Tân Vạn. 2146, 2150 Nguyễn Ái Quốc. Bắt đầu chuẩn bị đến giáp gần đến Bình Dương là bắt đầu tối hết cái này. Đường này không có đèn nữa, nó còn mặt đèn thôi. Đường to nữa. Có cột đèn đường mà là không có đèn. À, có cột đèn đường á. Cho nó chạy xíu nữa. Cầu này nè, nó đưa tàu nó chạy qua đường sắt. Cầu cháy nha. Đúng rồi. Tàu hồ. Đường sắt đi qua. Đường sắt Bắc Nam chạy qua. Con đường qua đó. Có trạm không? À, để thôi chứ chưa không có trạm. Trạm thu phí nhưng mà không có thu. À. Cái đây trạm thu phí nhưng không có thu. Chưa. Để bóp nó thu tiếp á. Chứ nếu xác định là nó không thu nữa là nó sẽ đập đi.